Các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành bổ sung phân, đổ phân lần đầu tiên cho một cái cơ sở mới, đúng không nào? Cái này là đây, chị nhân viên là chị sẽ cắt cái này ra, cắt các cái bao phân chuồn quế mà chuyển từ trên trại xuống. Đấy, sau đó đổ mỗi bao này vào 2 thùng. Đấy, đấy, chị đang cắt đây. Mỗi bao vài thùng, sau đó thì các bạn sẽ bóp nó ra, bóp những cái cục này ra. Vì chắc chắn là trong quá trình vận chuyển thì nó bị nén, đúng không nào? Đấy, nó bị nén thì các bạn bóp nó ra. Bóp nó ra cho nó tơi, đúng không nào? Tơi đều đấy. Bóp thật là tơi ra, vì phân chủ quế nó vốn đã tơi rồi. Đấy, chị đổ hai thùng nhá. Đấy, thùng thứ nhất này. Mỗi cái bao này thì nó là khoảng độ 25 cân đến 30 cân. Đấy. Nếu mà 30 cân thì các bạn đổ vào 2 thùng rưỡi. Thì mỗi thùng chỉ cần khoảng độ 10 cân đến 12 cân thôi. Đấy, bởi vì nếu mà đổ nhiều quá thì nó phí. Mà đổ ít quá thì nó sẽ nhanh bốc hơi. Đó. Đấy. Bây giờ chị sẽ bóp ra đi. Đấy, bóp ra đi để làm video hướng dẫn cho các cô luôn. Đây. Mình sẽ bóp tơi ra. Tơi hết ra. Đấy. Thành những cái đất mịn, đúng không? Phân chủ quế mịn tơi. Đấy, như này. Nào. Đấy. Đấy, chị bóp bằng tay trần. Bóp tơi, đúng không? Sao cho là mỗi cái thùng này nó đầy đến khoảng một nửa thùng, đúng không nào? Một nửa thùng, bởi vì tại sao lại một nửa thùng? Bởi vì là cái phần một nửa còn lại thì nó sẽ là không gian cho cái hạt giống nó phát triển lên, đúng không? Khi mà chúng ta đậy nắp ấy, thì hạt giống nó sẽ lên, khi nó nảy mầm xong thì nó sẽ lên khoảng độ 1 đến 2 cm thì chúng ta sẽ mở nắp ra. Cái thứ hai nữa là trong quá trình mà cây nó phát triển lúc còn yếu ấy, thì hai bên mép này sẽ là thành cái giá đỡ chống gió cho những thùng, cho những cái cây đó, đúng không nào? Đấy, chúng ta bóp tơi ra. Bởi vì là phân, những cái bao phân này khi đè lên nhau đó, nó bị nén chặt, đúng không nào? Đấy, phân chuột quế nguyên chất đây nó sẽ bị nén chặt xuống và nó vón thành những cái cục này, nhưng mà thực tế là nó rất là tơi. Khi chúng ta bóp ra nó tơi. Còn tại sao chúng ta lại phải bóp? Nếu mà chúng ta không bóp ấy, thì những cái cục này sau này nó sẽ bị khô rất nhanh. Đấy, và nó sẽ không có tác dụng trong cái việc là cung cấp phân cho cây. Cây nó sẽ rất khó khăn, dễ nó khó khăn để lấy cái chất dinh dưỡng ở trong các cái cục đó. Đó. Ok. Đấy, sau khi mà bóp xong thì chúng ta lại đổ tiếp những thùng khác này. Nhưng mà chúng ta lưu ý là sau khi mà chúng ta dàn xong như này, chúng ta sẽ gieo hạt. Gieo hạt xong đậy nắp thì tí nữa chúng ta sẽ quay cái quy trình đấy nhé. Yeah.